Chào mừng anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Byra Stock. Thì trong video ngày hôm nay, Thành sẽ chia sẻ với anh chị về cái phiên giao dịch đầu tiên của tháng 3, và qua đó chúng ta cũng sẽ nhận định và đánh giá thêm về thị trường trong giai đoạn sắp tới. Và sau một cái phiên giao dịch có thể nói là rất là khởi sắc ở trong một cái ngày đầu tiên của tháng 3, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta đang có rất là nhiều cái câu chuyện mà chúng ta cần bàn bạc và trao đổi với nhau ở cái thời điểm này. Thì ở những cái video trước, Thành đã có phân tích cho anh chị về cái vĩ mô của tháng 3 rồi. Thì chúng ta thấy là có rất là nhiều sự kiện mà nó tác động tới tâm lý nhà đầu tư, và thậm chí là nó đã phản ánh vào thị trường trong những cái phiên trở đây rồi. Thì nó cũng là một trong những cái yếu tố mà khi mà anh chị đầu tư trên thị trường á, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý ha. Thì nó cũng là một cái động thái mà những cái tin tức, những cái triển vọng, những cái kỳ vọng á, thì nó sẽ phản ánh trước ha, nó sẽ phản ánh trước vào thị trường, rồi sau đó những cái tin thật nó ra thì có thể là nó phản ánh và nó tác động như thế nào á, là tùy vào cái tính chất của cái tin tức đấy đó. Thì trong cái tháng 3 chúng ta có nói và chúng ta đã có trao đổi với nhau rằng á, thì vĩ mô ở trong những giai đoạn sắp tới thì nó vẫn còn khó khăn, vì cái mặt bằng chung chúng ta nhìn thấy đó là về cái lãi suất thì nó vẫn duy trì ở mức cao. Thì chắc chắn một điều với anh chị là với lãi suất mà duy trì ở mức cao thì thị trường mà chứng khoán thì vẫn chưa thể nằm uptrend trở lại được trong những cái giai đoạn sắp tới ha. Thì đó là cái yếu tố mấu chốt và về vĩ mô chúng ta cần phải lưu ý. Còn vấn đề về lạm phát thì nó sẽ tùy thuộc vào chính sách của mọi nước và các nước họ sẽ kiểm soát như thế nào đấy, thì đó là tùy thuộc vào chính sách của các nước ha. Thì chúng ta có thể là theo dõi và cập nhật thêm. Và có một cái vấn đề mà nó tác động tới thanh khoản thị trường trong những cái ngày trở lại đây, đó là về tỷ giá. Thì tại sao tỷ giá này nó lại tác động tới thanh khoản của thị trường? Thật ra với việc tỷ giá mà nó đã phục hồi trong xuyên suốt cái giai đoạn vừa qua thì anh chị cũng thấy là cái đà phục hồi nó rất nhanh và rất là mạnh, đúng không? Đấy, nếu mà anh chị nào có theo dõi tỷ giá thì chúng ta thấy là cái đà phục hồi nó rất là nhanh và rất là mạnh, tăng đâu đó khoảng hơn 5% luôn trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại thì cái tỷ giá này nó đã bắt đầu nó quay đầu, nó đảo chiều rồi ha. Nó đã cho những cái tín hiệu đảo chiều mà nó gặp kháng cự này, nó quay đầu nó giảm điểm rồi. Thì đây cũng là một cái tín hiệu mà cho chúng ta thấy là một sẽ tín hiệu khả quan hơn cho tỷ giá trong cái giai đoạn sắp tới. Bởi vì giai đoạn trước đây chúng ta thấy là chỉ cái tỷ giá này mà nó chỉ cần nó tăng cao thôi thì chắc chắn là cái dòng tiền đến từ khối ngoại họ sẽ rút ròng ra khỏi thị trường. Và tính tới thời điểm hiện tại thì dòng tiền của khối ngoại họ vẫn đang rút ròng, có nghĩa là họ sao ạ, họ vẫn đang bán ròng trong nhiều phiên giao dịch trở ở đây đó. Thì đó cũng là cái áp lực về tỷ giá, thật sự là họ thấy là thời điểm hiện tại chưa phù hợp hoặc là chưa tích cực để mà họ có thể là đầu tư hoặc là họ có thể là tham gia vào thị trường ở những cái thời điểm như thế này. Và chúng ta thấy là cái đà giảm, cái đà áp lực bán của khối ngoại nó là một cái tín hiệu vô cùng lớn tác động tới chỉ số hoặc là tác động tới giá cổ phiếu ở thời điểm này. Và một cái điều may mắn, một điều tích cực chúng ta là cái chỉ số DXY này nó đã chạm cái vùng kháng cự đâu đó khoảng 105 và nó quay đầu nó giảm điểm rồi, thì nó sẽ là một cái tín hiệu và một cái động lực tốt hơn. Và thêm nữa là nó cũng đã gãy cái xu hướng tăng rồi ha, nó cũng đã có xác nhận là gãy cái xu hướng tăng rồi, thì nó sẽ có động lực tốt hơn trong giai đoạn sắp tới để mà tạo kích thích cái dòng tiền đến từ khối ngoại nó sẽ quay trở lại thị trường chúng ta trong những giai đoạn tiếp theo. Và cái câu chuyện là ở giữa tháng 3 chúng ta có một cái kỳ cơ cấu quỹ ha, cơ cấu quỹ đến từ các cái quỹ đầu tư đó, thì từ đó chúng ta sẽ thấy là cái việc cơ cấu quỹ một phần nào đó nó sẽ tác động mạnh tới cái thị trường, và phần lớn là các cổ phiếu sẽ được mua rất là mạnh trong cái giai đoạn cơ cấu quỹ này đó, thì nó cũng sẽ tác động tới cái tâm lý nhà đầu tư và nó giúp giá cổ phiếu tăng tốt hơn trong cái giai đoạn sắp tới đó. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta thấy là những cái tin tức mà tác động tích cực đấy. Nhưng mà cái câu chuyện chúng ta vẫn còn đó là trong dài hạn thì chúng ta chưa thể nào uptrend được, bởi vì nên là những cái nhịp tăng, những cái đà tăng như thế này chúng ta chỉ xác định nó là những cái nhịp hồi ha, những cái đoạn hồi trong giai đoạn downtrend thôi, những cái sóng hồi trong downtrend thôi. Và nếu chúng ta tận dụng tốt thì chúng ta vẫn kiếm được tiền trên con sóng hồi này, còn nếu mà chúng ta không tận dụng được thì chúng ta có thể là bỏ qua những con sóng hồi này và chúng ta chờ những con sóng thật là lớn, những cái con sóng mà uptrend á, thì chúng ta có thể là vào chúng ta đầu tư được trong cái giai đoạn sắp tới ha. Đấy, thì chúng ta nhìn vào cái đồ thị tháng đi. Nếu mà anh chị nhìn vào đồ thị tháng á, thì anh chị vẫn thấy một điều là cái chỉ số chúng ta vẫn đang trong giai đoạn downtrend, đúng không? Thì với cái xu thế này thì chẳng thể nằm uptrend được ngay lập tức đâu anh chị ha, nó vẫn trong giai đoạn downtrend. Thì với trong cái động thái mà đang downtrend như thế này, nó cũng sẽ có rất là nhiều vấn đề để mà anh chị có thể là theo dõi trong dài hạn ha, rất là nhiều cái tin tức về vĩ mô, về mọi thứ đó. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải theo dõi trong dài hạn để mà chọn ra được cái thời điểm phù hợp để mà chúng ta chọn, chúng ta đầu tư vào các cổ phiếu trên thị trường đó. Nên là anh chị nào có đầu tư ở thời điểm hiện tại thì cũng có thể là lưu ý cho thị trường ở thời điểm này nha. Đó. Và nhìn vào cái góc độ mà dài hạn như vậy á, thì chúng ta nhìn thấy là tổng quan thì nó vẫn là cái xu hướng giảm, nhưng mà trong ngắn hạn thì nó đã có những cái tín hiệu tích cực và những cái tín hiệu khả quan hơn rồi. Đó là thời điểm này Thành cũng khuyến khích anh chị nào mà đầu tư ngắn hạn á, thì có thể là đầu tư được thôi. Còn ở góc độ mà trung dài hạn á, thật ra là nó chưa có cái điểm mua, nếu mà mua ở vùng này thì nó sẽ khá là vội ha. Anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý, bởi vì mua ở vùng này
thì nó sẽ hơi vội cho các anh chị ở trên thị trường, và chúng ta xét theo góc độ là chúng ta đầu tư theo dạng là trung và dài hạn. Còn ngắn hạn thì chúng ta có đầu tư được không ạ? Nếu mà anh chị nào không mua được phiên này á, thì cũng không có cần là chúng ta phải quá vội trong những phiên tiếp theo đâu. Chúng ta vẫn có thể là bình tĩnh, chúng ta chờ những cái nhịp điều chỉnh hoặc những cái nhịp rung lắc để mà chúng ta quay trở lại chúng ta tham gia. Vì cơ bản một điều rằng á, thì trong cái một cái đoạn xu hướng tăng đi của chỉ số thì hôm nay chúng ta thấy là chỉ số nó bật được ở cái vùng 1020 điểm rất là tốt ha. Một cái tín hiệu bật tại vùng này rất là tốt và nó lên trong đó 1080 ở 040 điểm thì nó sẽ cho chúng ta thấy một tín hiệu khả quan và tích cực hơn ở trong giai đoạn sau. Thì khi mà nhìn và suy xét về quá khứ thì ở trong giai đoạn quá khứ nó cũng có một cái kênh xu hướng giảm trong ngắn hạn như thế này, và khi nó bứt thoát được, nó có một cái phiên xác nhận là bứt thoát thì nó sẽ tăng rất là nhanh trong giai đoạn sau đó. Thì anh chị để ý lại, đối với thị trường chúng ta ở thời điểm này nó cũng có một cái kênh xu hướng giảm như vậy, đúng không ạ? Đấy, nó cũng đang có một cái kênh xuống giảm, và nếu mà nó bứt thoát được cái kênh này thì sao ạ? Nó sẽ tăng rất là nhanh. Đấy, nó sẽ tăng rất là nhanh ở trong những giai đoạn phía sau. Và cái kịch bản chúng ta vẫn đang diễn biến như vậy, tức là chúng ta đang có một cái phiên phục hồi lại từ cái phần bên dưới của cái kênh xu hướng giảm này, trong phần bên dưới có nhịp điều chỉnh này. Và chúng ta thấy là với cái nhịp này thì cái xác suất mà nó có thể là phục hồi tiếp trong những giai đoạn tiếp theo sẽ là rất là cao. Tuy nhiên thì cái kháng cự của thị trường nó vẫn còn đó. Tức là sao ạ? Tức là nó vẫn sẽ còn những cái mốc kháng cự như là EMA 10 nè, hoặc là EMA 20 nè, đó là quanh vùng 1050 cho tới 1060 điểm. Hoặc cao hơn nữa là chúng ta có một cái vùng gáp ngắn hạn ở vùng phía trên này, thì đây là những cái vùng gáp mà nó sẽ tạo áp lực rất là lớn cho chỉ số. Và khi mà chỉ số mà nó hồi phục về lại những cái vùng này á, hồi phục về lại những vùng này được rồi thì khả năng nó rất dễ gặp những cái áp lực điều chỉnh ha. Nếu mà nó muốn tăng tiếp thì nó phải chịu những cái áp lực điều chỉnh tại những vùng này. Vậy nên là đối với cá nhân Thành thì việc cái chỉ số mà nó có thể là tăng mạnh hoặc là tăng ngay trong những giai đoạn sắp tới thì gần như là nó chưa thể đâu ha, nó chưa có. Nên là nếu mà anh chị nào mà không mua được trong phiên ngày hôm nay, hoặc là chúng ta thấy là ở cổ phiếu tăng nhiều quá rồi chúng ta sợ chúng ta không dám mua, thì những nhịp sắp tới nếu mà nó có điều chỉnh, nó có rung lắc thì anh chị hoàn toàn anh chị có thể là mua được. Thì thường là những cái nhịp mà nó bật từ cái vùng hỗ trợ bên dưới bật lên và nó muốn tăng được thì nó phải có tín hiệu giật co, chứ không thể nào mà nó tăng ngay lập tức được, đặc biệt là trước đó là nó là một cái đà giảm mạnh được. Cũng giống như việc anh chị di chuyển trên đường thôi, nếu mà anh chị đang chạy với tốc độ cao và anh chị muốn quay xe, muốn vòng đầu lại thì chúng ta phải gì ạ? Cũng cần phải có một cái khoảng thời gian và một cái khoảng không đủ rộng để mà chúng ta quay xe, đúng không ạ? Đi ô tô thì quay xe với khoảng không lớn hơn, còn đi xe máy thì khoảng không nhỏ thôi. Đấy, và chúng ta phải kìm hãm cái tốc độ lại thì lúc đó chúng ta mới quay xe được. Thì thị trường nó sẽ như vậy đó anh chị, tại vì nó sẽ là cái sự cân bằng giữa cung cầu. Tại vì như ở những cái điểm này này, đấy, nếu mà anh chị để ý ở những giai đoạn trước, nếu mà bật từ vùng đáy thì chúng ta sẽ thấy có những cái giai đoạn nó như thế này. Đấy, nó như thế này. Với những cái giai đoạn này chúng ta thấy là đó là những cái sự kìm hãm lại của cung cầu ở trên thị trường á. Nếu mà anh chị nào có theo dõi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy là những cái giai đoạn này là kìm hãm cung cầu nè. Kìm hãm là sao anh chị? Có nghĩa là khi mà thị trường mà nó bất ngờ phục hồi sau một cái giai đoạn điều chỉnh mạnh liên tiếp 4 năm phiên á, thì chúng ta thấy là những cái người mà họ đang cầm cổ phiếu thì họ cũng sẽ sao ạ? Họ cũng đang nghi ngờ là không biết thị trường nó có tăng lên được nữa hay không. Thì chắc chắn cái vùng lên, những cái vùng kháng cự phía trên này thì họ sẽ tranh thủ họ bán trước, rồi sau đó thị trường có thật sự tăng lên nữa hay không á thì họ có thể là tính tiếp, họ có thể là chờ họ mua lại ở những giai đoạn phía sau. Đó là một cái điều hết sức là bình thường của cái tâm lý nhà đầu tư thôi, và nó luôn diễn ra như vậy anh chị ha, chỉ là nó diễn ra mạnh hay yếu ở trong một cái biên độ như thế nào thôi. Chẳng hạn như cái này thì nó diễn ra trong một cái biên độ mạnh, nhưng mà chẳng hạn như ở đây thì nó lại diễn ra trong một cái biên độ hẹp hơn, thì có thể là cái tâm lý nhà đầu tư ở đây á, là nó đang được ổn định hơn rồi. Thì Thành cũng nói với các anh chị đó, thì trong cái giai đoạn thân cá thì sao ạ? Trong giai đoạn thân cá thì tâm lý nhà đầu tư sẽ dần ổn định hơn so với cái giai đoạn đầu cá ở giai đoạn trước. Thì ở giai đoạn đầu cá thì gần như là cái đà phục hồi của thị trường sau một cái giai đoạn đao trend rất dài ở trước đó thì sao, tâm lý nhà đầu tư họ chưa có ổn định được và họ cứ nghĩ là hồi lên thì nó chỉ hồi kỹ thuật thôi, và hồi lên thì chúng ta sẽ vác hàng ra chúng ta bán ngay. Đấy, còn nhưng ở những cái nhịp sau là chúng ta biết là đoạn trước là nó đã có tăng một nhịp rồi, thì nhịp này nó đang là nhịp điều chỉnh, và nếu mà nó tăng lên và nó giữ vững ổn như vậy thì nó sẽ có những nhịp tăng phía sau đó. Thì chúng ta cũng đã hiểu một cái vấn đề như vậy rồi, nên là cái động thái hoặc là cái góc độ để mà chúng ta có thể là giữ giá quanh một cái biên độ ngắn hơn á, nó là chuyện hết sức bình thường. Đó có nghĩa là tâm lý nhà đầu tư họ đã quen với cái việc này rồi, họ đã trải qua cái việc này rồi. Thì Thành nghĩ là ở thời điểm hiện tại nó cũng sẽ như vậy, có nghĩa là tâm lý nhà đầu tư họ đã trải qua cái việc này rồi. Tuy nhiên thì sau những cái đợt bất ngờ ha, những có thể nói là những cái cú lừa đi, chẳng hạn như những cái phiên này đi, những cái phiên bùng nổ theo đà thất bại nè, đấy, những cái cú lừa ở giai đoạn trước á, thì nhà đầu tư họ cũng dè dặt hơn so với thị trường, nên là những cái lúc tăng á, thì sẽ rất khó để nhà đầu tư họ có thể là giải ngân hoặc là mua cổ phiếu, nên là họ có thể là chỉ chọn mua trong những cái lúc giảm, những cái lúc điều chỉnh ha. Nên là việc mà chỉ số mà nó lên đây mà nó gặp cái vùng kháng cự và nó áp lực điều chỉnh á, thì nó là có chuyện hết sức bình thường. Đó, nên là chị nào có đầu tư thì chúng ta có thể là lưu ý quanh vùng 1050 cho tới 1060 điểm. Thì khi cái chỉ số nó lên
lên đây nè, thì nó phải rằng co trong đây vài ba nhịp nha. Đấy, rằng co trong đây vài ba nhịp rồi sau đó gì ạ? Nó nếu mà nó muốn bứt thoát thì nó có thể là bứt thoát lên những cái nhịp sau đó. Đó. Thì Thành nghĩ đây là một cái kịch bản mà có thể nó là phù hợp nhất cho thị trường trong giai đoạn sắp tới. Và từ cái kịch bản này anh chị cũng có thể là quan sát và anh chị theo dõi được cái cổ phiếu nào nó đang mạnh, đang khỏe hơn so với thị trường chung và cái cổ phiếu nào nó đang yếu hơn so với thị trường chung để mà chúng ta chọn cái thời điểm để mà chúng ta đầu tư, hoặc là chúng ta đầu tư trong giai đoạn ngắn hạn. Và đặc biệt là đoạn này anh chị vẫn đang Thành vẫn xác định là chúng ta đang đầu tư trong giai đoạn đuôi cá nha. Thì càng trong ngắn hạn và càng về sau, càng ở giai đoạn nuôi cá thì đặc biệt là anh chị phải cẩn trọng hơn. Đấy, cẩn trọng hơn, đầu tư với tỷ trọng vừa phải. Và khi mà vào lệnh á, thì phải vào lệnh thật là quyết liệt, có nghĩa là anh chị đã vào luôn, chứ chúng ta không có chần chừ hoặc là chúng ta chờ giá, chúng ta chờ đợi giá thì lúc đó sẽ rất là khó. Bởi vì tại những cái thời điểm này là giá bắt đầu nó biến động nhanh rồi. Đấy, áp lực bán thì của nó thì nó không chỉ là những cái vùng ở trên này nữa, những vùng cao phía trên nữa, mà nó còn là những vùng này, nó còn là những vùng này nữa anh chị đó. Thì nó là áp lực bán càng về sau nó sẽ càng mạnh hơn, nên là khi mà giá cái cổ phiếu mà nó lên lại những cái vùng cao phía trên đó, thì rất dễ nó chịu cái áp lực điều chỉnh ngay lập tức. Còn nếu mà chúng ta mua trễ hoặc là mua sai một nhịp hoặc là mua chậm hơn một nhịp thôi ấy, thì nếu mà hàng về chắc chắn là cái hiệu quả của anh chị đầu tư nó sẽ không cao đó. Đó là đoạn này muốn tận dụng được đầu tư tốt và có hiệu quả tốt ấy, thì phải nhanh chóng lọc ra và chọn ra các cái cổ phiếu khỏe để những nhịp sắp tới nếu mà thị trường có rung lắc thì chúng ta cũng có thể là chọn để mà chúng ta đầu tư được ha. Đó cũng là một cái tín hiệu khá là phù hợp ở trên thị trường để mà anh chị có thể là chọn đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Thì nhìn chung thị trường nó vẫn đang ở dưới cái vùng này thôi, và cái kịch bản chúng ta vẫn đang sideways, vẫn đang vận động trong một cái kênh xu hướng giảm như thế này đó. Anh chị thấy ha, chúng ta vẫn đang vận động trong một cái kênh xu hướng giảm như thế này, nên là cái góc độ của mình vẫn đang ở trong giai đoạn downtrend đấy, vẫn đang ở trong giai đoạn downtrend, nên là anh chị cũng cần phải lưu ý thêm và theo dõi thêm trong giai đoạn sắp tới. Nếu mà trường hợp mà chỉ số nó bứt thoát luôn cái vùng kháng cự này á, và nó tăng lên tiếp trong những vùng sau đó, thì cơ bản nó cũng chưa có uptrend trở lại được đâu anh chị ha, cơ bản nó vẫn chưa uptrend trở lại được đâu, và nó phải chính thức nó vượt luôn cái mốc kháng cự này nè đó, thì may ra nó mới có thể là uptrend trở lại được trong những giai đoạn tiếp theo đó. Thì đó là cái câu chuyện mà Thành muốn đề cập và Thành muốn chia sẻ cho các anh chị, để giai đoạn sắp tới anh chị có đầu tư thì anh chị có thể là đầu tư nó hiệu quả hơn. Và cái góc độ của Thành thì vẫn là cái góc độ trong ngắn hạn thôi, anh chị nào có lướt sóng tê cộng thì anh chị có thể là chú ý đấy. Nhưng ngày hôm nay trong cái nhóm cộng đồng, nhóm cái nhóm của Thành chia sẻ, thì Thành có chia sẻ một số cổ phiếu để mà anh chị có thể là nhặt anh chị đầu tư. Thì Thành cũng lưu ý cho anh chị luôn, thì đây cũng là những cái chia sẻ để mà anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là lưu ý. Trong cái giai đoạn này thì chúng ta chỉ đánh T cộng thôi, lướt ngắn ngày thôi, để lướt ngắn ngày và chờ cái tín hiệu phù hợp hơn của thị trường. Và nếu mà ngày hôm nay anh chị nào mua được thì chắc chắn chúng ta đã mua được những cái cổ phiếu này ở những vùng giá tốt rồi. Thì thật ra ở những cái vùng giá tham chiếu hoặc là những vùng giá đỏ thì đó là những cái vùng giá rất là an toàn trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, sau một cái phiên phục hồi như thế này. Và anh chị nào mua ngày hôm nay thì chúng ta sẽ yên tâm cầm hàng hơn. Còn nếu mà anh chị không mua được thì như Thành đã nói và như Thành đã trao đổi rồi, thì chúng ta phải chờ một hai phiên nữa nó rung lắc, nó tích lũy hoặc là nó điều chỉnh gì đó, thì đó là lúc chúng ta có thể là quay trở lại chúng ta mua. Miễn sao là anh chị, miễn sao là nó không thủng cái kênh này là được rồi nha. Anh chị lưu ý ha, miễn sao nó không thủng cái kênh gì à, cái kênh trong cái kênh tăng của nó là được ha. Miễn sao chỉ số nó không thủng cái kênh tăng là được, thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực cho chỉ số trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Nên là anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý thêm. Thì bây giờ chúng ta sẽ điểm danh qua một vài cổ phiếu để anh chị có thể là chọn lựa và đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Thì trong cái việc điểm danh này, Thành sẽ loại luôn các cổ phiếu yếu ha, để anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là lưu ý thêm. Thì đối với các cái cổ phiếu mà đồng ngành của ngành ngân hàng như là Vietcombank, thị trường nó muốn tăng thì chắc chắn là phải có băng rồi đúng không? Đối với những cái cổ phiếu đầu ngành như là ngân hàng như Vietcombank thì cá nhân Thành khuyến nghị là Thành sẽ không khuyến nghị đầu tư. Cho dù nó có giữ nền, giữ nhịp tốt cách mấy đi chăng nữa thì chúng ta cũng khó để mà đầu tư và kiếm lợi nhuận được trên cái cổ phiếu ngân hàng như thế này lắm. Hoặc là các cổ phiếu khác như BIDV nè. BIDV, nếu mà anh chị nào có theo dõi buổi cái video ngày hôm qua thì Thành có chia sẻ với anh chị là nó sẽ có những cái nhịp chỉnh về đây đúng không? Và nó sẽ bật lên trở lại. Thì ở thời điểm hiện tại là nó không chỉnh nữa ha. Nó không chỉnh nữa, nó về đây và nó bật lên thôi. Đấy, nó về đây và nó bật lên thôi. Thì cái mà chúng ta cần quan tâm và chúng ta cần theo dõi ở thời điểm hiện tại đó là cái gì anh chị? Nó cần phải có cái nhịp test lại ha, anh chị lưu ý nha. Nó cần phải có nhịp test lại. Thành lấy ví dụ nó vượt đúng không, và nó test lại và nó bật lên được á, thì đó là những cái điểm mà chúng ta sẽ mua ở giai đoạn phía sau. Nên là anh nghĩ là anh chị mà có mua ở nhịp sau á thì nó cũng không có muộn đâu ha, nó cũng không có muộn đâu đấy. Và nó cho chúng ta cái tín hiệu an toàn hơn. Quan trọng là anh chị kiên nhẫn và anh chị chờ đợi được cái vùng này để anh chị mua nè.
Đấy, chứ anh chị đừng có vội anh chị mua đuổi ở những phiên sau đó nữa ha, nó sẽ rất là khó. Mặc dù là biết là sau phiên ngày hôm nay cái tâm lý nhà đầu tư cũng sẽ tích cực và sẽ hứng khởi hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải bình tĩnh hơn để mà chúng ta chọn lựa ra các cổ phiếu phù hợp và chúng ta đầu tư cho cái giai đoạn sắp tới. Thì nếu mà đối với BIDV mà nó tích cực thì mà nó test lại vùng này thì nó có thể là lên cao đâu đó khoảng quanh vùng giá 50 ha. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo mà anh chị có thể là lưu ý thêm ha. Nó test lại vùng này thành công nha, nó lên rồi nó test lại thành công thì nó sẽ có tín hiệu tốt hơn. Còn nếu mà lên đây mà nó quay đầu nha, nó lên đây mà tới đây mà nó quay xe nó đảo chiều mà nó rơi luôn á, đấy nó đảo chiều mà nó rơi luôn như thế này á, thì chắc chắn là chúng ta bắt buộc là chúng ta phải bỏ qua rồi và chúng ta chờ những cái cơ hội khác, và lúc này nó đã gãy luôn cái kênh xu hướng rồi đó. Nên là anh chị đầu tư thì anh chị cũng lưu ý và cẩn trọng thêm. Thì lúc mà anh chị chọn cái vùng mua ở đây á, thì anh chị sẽ bình tĩnh hơn để mà chúng ta không bị mắc lừa bởi thị trường, đúng không ạ? Chúng ta hay bị cái tình trạng là chúng ta mua ở đây nè, đấy, chúng ta mua đuổi chẳng hạn như mua đuổi trong phiên ngày mai đi, chúng ta mua đuổi xong sau đó thị trường nó đi lên được tí là rất là tốt, rất là vui đúng không? Rồi sau đó nó quay đầu nó giảm luôn. Đấy, nó quay đầu nó giảm luôn như Thành nói, nó quay đầu nó giảm luôn như thế này nè. Đấy, thì sẽ rất là khó cho anh chị, và anh chị thường bị cái tình trạng này luôn. Thì để như vậy á, thì chúng ta cần phải bình tĩnh hơn, và chúng ta khi mà anh chị đã quyết định là chúng ta sẽ mua ở điểm này á, thì chúng ta sẽ không vội vàng trong phiên ngày mai ha. Phiên ngày mai chúng ta sẽ không vội vàng đua lệnh so với thị trường. Đó, thì chúng ta vẫn sẽ chờ được cái nhịp này để mà chúng ta quay trở lại chúng ta mua, và mua ngay ở đây nếu mà thị trường nó có lúc này cái lực cầu anh chị sẽ kiểm định lại được ha. Có thể anh chị thấy là vùng này chúng ta sẽ chưa kiểm định cái sức mạnh của lực cầu được, tại vì tại những vùng này áp lực bán không có. Hôm qua Thành có phân tích cho anh chị rồi đúng không, trong cái giai đoạn mà thanh khoản thấp á, thì chắc chắn là áp lực bán nó không có. Nên là tại những cái vùng này nè, để chúng ta chưa thể nào kiểm định được cái sức mạnh của lực cầu. Sức mạnh ở đây là sức mạnh hấp thụ ha, hấp thụ cái áp lực bán phía bên trên. Áp lực bán ở đâu ạ? Áp lực bán ở đây nè, áp lực bán ở đây đó. Để chúng ta khi mà ở nhịp này chúng ta sẽ kiểm tra được, tức là lên trên những cái vùng trên cao này thì chắc chắn nó sẽ gặp áp lực bán, mà nó bán mà nó về đây mà nó không chỉnh tiếp, mà nó không rơi tiếp á, thì chắc chắn ở đây lực cầu lại nhảy vào đỡ thêm. Mà lực cầu lại vào đỡ vùng này thì chắc chắn nó phải có gì, có cái động thái, có cái xu hướng là nó sẽ tăng lên ở trong những giai đoạn sau đó. Còn những lực cầu mà nó không đỡ vùng này thì chắc chắn chúng ta ngầm hiểu một điều gì là lực cầu nó vẫn chờ, dòng tiền nó vẫn chờ là chờ cái nhịp giảm sâu hơn để mà nó có thể là quay trở lại nó đầu tư trong giai đoạn sắp tới đó. Nên Thành phân tích kỹ và chi tiết cho anh chị một cái cổ phiếu như vậy để mà anh chị hình dung là các cái bước chúng ta sẽ phân tích như thế nào. Đầu tiên là anh chị phải định hướng được thị trường, có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ đầu tư như thế nào ở thời điểm hiện tại đối với cái thị trường này. Vì cơ sở chúng ta chỉ có một chiều thôi, chúng ta chỉ có mua vào và sau đó chúng ta bán ra thôi để chúng ta kiếm lợi nhuận thôi, chứ chúng ta không được quyền chúng ta bán trước đấy. Và với việc là không được quyền bán trước như vậy thì anh chị sẽ thấy rất là khó khăn đúng không? Đấy, rất là khó khăn trong cái quá trình hành động của mình. Đấy, nếu mà anh chị nào có đang đầu tư FX hoặc là coin thì chúng ta thấy là rất là khó đó. Và đặc biệt trong thị trường như ở thời điểm hiện tại nữa, chúng ta chỉ có đánh được một chiều lên thôi. Vậy nên là chúng ta phải xem xét kỹ là bây giờ nó lên như thế nào, nó lên trong ngắn hạn hay là nó lên trong dài hạn. Nếu mà ngắn hạn thì chúng ta phải xét được các cổ phiếu mạnh để chúng ta đánh thôi, và chúng ta chỉ đánh trong ngắn hạn thôi đó. Thì đó là cái mà anh chị cũng cần phải lưu ý ở thời điểm này ấy. Đó là cái xu hướng đầu tiên của thị trường, và sau đó anh chị lập ra đi, lập ra cổ phiếu nào mạnh, cổ phiếu nào yếu, thông qua việc là thứ nhất là nó còn giữ được cái xu hướng hay không, thứ hai là nó còn giữ được cái trên các cái đường EMA hay không. Đó là cái vấn đề tiếp theo. Anh chị chỉ cần theo dõi hai cái EMA thôi, là EMA 10 hoặc là EMA 20 là đủ rồi. Với hai cái EMA này là sẽ đủ để mà anh chị chọn ra được các cổ phiếu mạnh và anh chị đầu tư trong giai đoạn sắp tới ha. Rồi thứ ba là điểm mua ha. Điểm mua nó đã khỏe rồi thì mua như thế nào là phù hợp, chứ không phải nó khỏe là mua đuổi hoặc là mua luôn ATO trong phiên ngày mai đó. Thì đó là những cái mà anh chị cũng cần phải lưu ý. Có thể là mai nó vẫn sẽ tiếp tục cái đà để mà nó tăng tiếp trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên thì cái câu chuyện là chúng ta cần phải chờ cái điểm mua an toàn đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cổ phiếu nữa cũng là ngân hàng nhà nước luôn, đó là CTG. Thì giữa BIDV và CTG thì chúng ta nhìn vào chúng ta cũng đủ hiểu là cổ phiếu nào nó đang khỏe hơn rồi đúng không? Đấy, BIDV thì giá nó nằm trên EMA hết và EMA 10 nằm trên EMA 20 luôn. Đó. Còn CTG thì sao ạ? Giá nằm dưới EMA ha, và giá đang ở gần cái biên dưới của cái kênh xu hướng. Vậy thì chúng ta phải chờ sao? Chờ lên rồi chờ điều chỉnh về và chờ có lên nhịp tiếp theo hay không, thì trong cái biên độ này anh chị sẽ đầu tư hả. Và anh chị đầu tư trong biên độ này thì chúng ta cũng đạt được cái mức lợi nhuận tỷ suất sinh lời đâu đó khoảng 8% hả, 8%. Nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là lưu ý thêm. MB Bank thì cũng tương tự như vậy anh chị ha, sau một cái phiên chạm về vùng này và nó bật lên trở lại thì cái điểm này hôm qua Thành có phân tích khá là kỹ cho các anh chị rồi đúng không, cái điểm này nè.
Đấy. Cái điểm này thì hôm qua Thành có phân tích khá là kỹ cho anh chị rồi, nên là anh chị nào có xem video á, thì chúng ta sẽ biết được cái điểm này. Tuy nhiên thì Thành cũng nói luôn là cái con MB Bank nó sẽ là một cái con ngân hàng yếu, tại vì đoạn này đang vướng trái phiếu, và cái câu chuyện chúng ta vẫn phải chờ là cái nghị định 65 nó được sửa đổi như thế nào trong cái kỳ họp tháng 3 này đối của nhà nước đối với các doanh nghiệp bất động sản, thì đó là điều mà chúng ta cần phải chờ đợi và kỳ vọng trong giai đoạn sắp tới. Đấy, và MB anh chị thấy rồi đúng không? Đấy, MB thì nó gì ạ? Nó khá là yếu, nên là anh chị có thể là chờ, một là nó lên đây rồi nó điều chỉnh lại, rồi sau đó chúng ta sẽ mua ở nhịp sau là chúng ta sẽ mua nhịp này nè. Đấy, thì đó là cái mà anh chị cũng cần phải lưu ý thêm trong cái giai đoạn sắp tới. Rồi, STB thì hôm nay nó tăng trần rồi, thì nó đi đi ngoài dự đoán của chúng ta trong những phiên giao dịch vừa rồi đúng không? Nó giảm về đây xong nó bật lên luôn và nó tăng trần luôn, thì nó đang đi ngoài dự đoán, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải gì? Chúng ta phải chờ thôi anh chị ha. Bắt buộc là chúng ta phải chờ thôi, tại vì nó đang gặp cái này rồi. Một là nó có thể gì ạ? Nó có thể vượt luôn. Đấy, thì cái này là tùy vào kịch bản mà anh chị hành động nhé. Đấy, thì một là nó có thể là vượt luôn. Nó vượt luôn thì chúng ta sẽ chờ nó test lại. À, nó test lại rồi chúng ta sẽ mua, thì chúng ta sẽ mua ở đây. Đấy, còn nếu mà nó gì ạ? Nó không vượt thì bắt buộc chúng ta chờ nó test về lại những vùng sâu hơn, những vùng thấp hơn để mà chúng ta chọn lựa và chúng ta mua trong những nhịp sắp tới, đúng không ạ? Và STB Thành vẫn đánh giá là cổ phiếu khỏe nha. Vì ngân hàng trước đây chúng ta phải xem cái vận động của nó nữa ha. Tức là phải xem vận động trước đây của nó nữa, thì con STB vẫn là một cái con khỏe so với các cổ phiếu còn lại trong nhóm ngành ngân hàng. Thì nãy giờ chúng ta được hai cổ phiếu khỏe rồi đúng không? STB và BIDV nè. Đấy, và chúng ta xem thêm đi, đối với cái cổ phiếu TP Bank có phải là một cổ phiếu khỏe hay không? Đối với cá nhân Thành thì nó vẫn là cái cổ phiếu khỏe ha. Tuy nhiên thì như STB thì nó đang vận động không đúng cái ý của mình. Đấy, nó vận động chưa đúng cái ý của mình. Ý của mình là về đây rồi nó bật lên lại thì chúng ta mới mua. Nhưng mà nó đã vận động trái chiều như vậy rồi thì chúng ta cũng có hướng xử lý. Một là chờ về đây chỉnh thì chúng ta sẽ mua. Hai là sao ạ? Hai là sẽ vượt luôn và chỉnh ở đây thì chúng ta sẽ mua ở đây đúng không ạ? Đấy, thì đó là hai cái điểm mua để mà anh chị có thể là lưu ý. Thì cái này là anh chị nào mà có theo dõi Thành lâu á thì cũng sẽ biết cái điều này Thành đã hướng dẫn trong những cái buổi live trước rồi đó. HDBank thì đoạn này cá nhân Thành đánh giá nó sẽ hơi yếu ha, nó sẽ hơi yếu hơn so với cái tổng thể của nhóm ngành, vì giá nó cũng đang nằm dưới nè. Đấy, anh chị thấy mà giá nó vẫn đang nằm dưới cái MA20 và MA20, nên là cá nhân Thành thì Thành vẫn sẽ không có tham gia cổ phiếu này ha. Thành vẫn sẽ tập trung cho STB, TP Bank hoặc là BIDV. Rồi, VIB. Đấy, VIB thì anh chị thấy là cơ bản kết cấu nó vẫn gì ạ? Nó vẫn nằm dưới, và cái kịch bản chúng ta đưa ra là vẫn chờ về đây và nó bật lên đúng không? Nhưng mà gần như là nó không về đây và nó không về đây để nó bật lên, mà nó bật ngay cái vùng này luôn. Thì gần như nó đang đi ngoài cái kịch bản của mình, thì bắt buộc là mình phải sửa lại. Một là nó lên đây, nó chỉnh về, rồi xong sau đó nó bứt phát luôn thì anh chị đầu tư. Còn hai là nó vượt luôn rồi nó chỉnh lại thì lúc đó anh chị sẽ đầu tư nhịp sau. Đấy, nó sẽ tùy vào cái hướng đi của cổ phiếu mà chúng ta đưa ra cái chiến lược nhất định ha. Chiến lược là cái mà anh chị đưa ra để mà anh chị hành động nếu mà thị trường có những cái biến động, những cái biến cố gì nó ngoài cái dự đoán của chúng ta đó. Còn rồi sau đó chúng ta sẽ canh những cái điểm vào cho nó phù hợp trong những cái lệnh tiếp theo. Rồi, LB Bank thì cá nhân mình thấy thì nó vẫn nằm trên ha. Nãy chúng ta thấy là VIB yếu đúng không? LB Bank thì nó vẫn nằm trên MA10 và MA20. Thì tuy nhiên cái cổ phiếu nó cũng đang gần cái vùng đỉnh ha, nó đang gần cái vùng đỉnh. Nên là nếu mà anh chị nào có đầu tư thì anh chị cũng có thể là lưu ý thêm ở những cái nhịp này ha. Đấy, những cái nhịp này nó sẽ có dấu hiệu là nó bo hẹp lại. Thì một là chúng ta phải chờ nó gì ạ? Chờ nó test lại này. Nó test lại rồi lên thì chúng ta mua. Đấy, và cơ bản nó đang trong một cái kênh xu hướng là giảm dài hạn nữa. Đấy, và cái biên độ trên là nó lên cùng lắm là quanh 15.3, 15.4 gì đấy. Đó. Thì nếu mà nó lên được biên độ đó, nếu mà anh chị đo cái biên lợi nhuận từ đây á, mà lên được tới đó thì biên lợi nhuận chúng ta sẽ được bao nhiêu ạ? Khoảng 8%. Đó. Nếu mà anh chị nào chấp nhận rủi ro thì chúng ta đầu tư được, còn không thì chúng ta vẫn sẽ chờ những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp test lại đó, thì lúc đó anh chị quay trở lại anh chị mua. Đối với cổ phiếu LB Bank thì nó vẫn rất là bình thường. Đó. SHB thì Thành vẫn đánh giá là cổ phiếu yếu bởi vì giá nó nằm dưới MA hết rồi. Đó. Anh chị lưu ý nè, giá nằm dưới MA thậm chí chặn ngay kháng cự nữa mà không vượt lên nổi luôn thì Thành nghĩ là Thành vẫn sẽ chờ. Đối với các cổ phiếu này Thành sẽ không đầu tư. Đó. Thì nãy giờ chúng ta sẽ có OCB thì nó sẽ khá là yếu. Đó. Đoạn trước nó rất khỏe nha anh chị. Đoạn trước OCB này nó rất khỏe nhưng mà đoạn này nó khá là yếu, nên là thôi Thành sẽ không có khuyến nghị Thành để anh chị tham gia nữa trong cái giai đoạn tiếp theo. Anh chị nào mà có vào và có vi phạm cut loss rồi đó thì anh chị nên canh ra và chúng ta chờ những cái cơ hội mới để mà chúng ta đầu tư. Giá nó cũng nằm dưới MA hết rồi ha. Đoạn rồi nó được quỹ đầu tư đỡ nên là tăng rất là tốt, và đoạn này nó không được quỹ đầu tư đỡ nữa nên là nó sẽ có dấu hiệu xìu đi và giảm bớt. Đấy, cái cổ phiếu VIB Bank cũng sẽ tương tự như thế anh chị ha. Tương tự như các cổ phiếu như là VIB, giá nó vẫn nằm dưới MA thôi nên là Thành vẫn chưa có ưu tiên để mà anh chị đầu tư được trong những cái giai đoạn tiếp theo. Đó. Techcom thì nó sẽ như thế, giá vẫn nằm dưới MA. Mà anh chị nào mà đoạn rồi Thành có phân tích con Techcom rồi đúng không? Anh chị nào mà đánh mà kiểu là chấp nhận đánh mà nắm lâu dài được á thì nó về vùng này cứ mua thôi.
Đấy, về cái vùng bên dưới này nè, đấy về đây mà nó bật lên đó thì anh chị cứ mua cho Thành nha. Đấy, ACB thì cũng sẽ tương tự như vậy. Đấy, ACB thì nó sẽ mạnh hơn so với cái phần còn lại của thị trường chung. Đó, anh chị thấy là ACB nó mạnh hơn đúng không? Và ở đây nó có một cái vùng cản chéo nè. Đấy, nếu mà nó bứt phá được cái vùng cản chéo này nó sẽ rất là tốt trong cái giai đoạn tiếp theo. Đấy, và nó đang vận động trong một cái mô hình tam giác như thế này. Chúng ta hoàn toàn kỳ vọng nó sẽ có những cái nhịp bứt phá ở giai đoạn phía sau. Và đặc biệt là nếu mà nó có điều chỉnh hoặc là nó test lại như thế nào đấy thì anh chị có thể là chọn anh chị canh mua ở vùng này, hoặc là như cái kịch bản nãy Thành có chia sẻ với các cổ phiếu trên đó. Nó phải vượt rồi nó chỉnh lại và nó tăng lên thì lúc đó anh chị sẽ mua. Đây. Đó, thì anh chị sẽ mua ở đây. Đó thì chúng ta sẽ có hai cái điểm mua ha, chúng ta sẽ có hai cái điểm mua để mà anh chị chọn anh chị mua. Đương nhiên là như Thành nói rồi nha, hai cái điểm mua, một là chúng ta mua trong một hai phiên sắp tới thì chúng ta đánh ngắn, rồi chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu mới rồi chúng ta vào cái điểm mua thứ hai, có thể là anh chị mua ở đây. À, anh chị mua ở đây và anh chị chờ nó có những cái nhịp bứt phá tăng lên, anh chị chốt luôn cũng được, và anh chị chờ nó test về lại những cái may cái hỗ trợ bên dưới, rồi lúc đó anh chị quay trở lại anh chị đầu tư sau cũng được nữa. Mà miễn sao nó là cổ phiếu mạnh nha, nó phải là cổ phiếu mạnh thì anh chị mới đầu tư hiệu quả. Rồi chúng ta tổng kết lại thì trong cái nhóm ngành ngân hàng á, chúng ta có gì ạ? Có BIDV nè, là cổ phiếu khỏe đúng không, có STB là cổ phiếu khỏe nè, có TV Bank là cổ phiếu khỏe nè, có LV Bank là cổ phiếu khỏe, và có gì ạ? ACB là cổ phiếu khỏe. Đấy, chúng ta có khoảng 4 cổ phiếu như vậy để mà anh chị đầu tư trong cái giai đoạn sắp tới. À, 5 cổ phiếu anh chị, 5 cổ phiếu ngân hàng đó. Và cái nhóm ngành khác thì cái nhóm ngành mà nó nhạy nhất với thị trường nó chỉ có thể nói đến là nhóm ngành chứng khoán này. Đấy, thì cái chứng khoán, nhưng mà ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy là một số cổ phiếu như là SSI nó cũng đang còn khá là yếu và khá là chậm đúng không, giá nó vẫn ở dưới MA. Nên là đối với các cái cổ phiếu như thế này thì thật ra Thành không có ưu tiên đầu tư ha. Thành không có ưu tiên đầu tư bởi vì gì? Nó đang vận động khá là chậm so với MA, khá là chậm so với thị trường chung. Đấy, VND thì cũng sẽ tương tự như vậy. Mặt bằng chung thì các cổ phiếu mà chứng khoán ấy, thì nó cũng đều nằm dưới MA, chỉ có hai con là VCI hoặc là HCM thì nó đang nhú lên trên MA thôi. Đấy, thì chúng ta có thể là tập trung, nếu mà đánh nhanh á, thì chúng ta có thể là chọn VCI hoặc là HCM để đánh ha. Còn nếu mà đánh bình tĩnh hơn và an toàn hơn thì có thể là chọn VND. Đấy, VND thì đoạn trước Thành có view cho anh chị rồi, nó phải chỉnh về tầm vùng này thì chúng ta canh mua được. Còn nhưng mà ở thời điểm hiện tại nó không chỉnh về mà nó lại tăng luôn. Đấy, nó tăng luôn thì chúng ta phải có biện pháp xử lý thôi đúng không? Đấy, một là sao ạ? Đi ngang rồi nó về đây rồi nó điều chỉnh lại thì chúng ta sẽ mua ở đây. Nó sẽ mua ở đây và chúng ta chờ cái cơ hội tiếp theo, hoặc là nó gì ạ? Nó lên đây. Đấy, nó lên đây nó tăng luôn. Đấy, chúng ta thấy là nó sẽ kéo lên đây và nó tăng luôn thì lúc đó chúng ta sẽ chờ mua ở đây. Đúng rồi, chúng ta sẽ chờ mua ở đây. Đó. Thì đó là những cái điểm mua khác nhau của anh chị nếu mà anh chị có đầu tư và anh chị có chọn các cổ phiếu này để mà anh chị đầu tư trên thị trường. Đó. Thì VND, VCI hoặc là HCM thôi. Thành nghĩ là Thành sẽ tập trung các cái cổ phiếu đấy. Đó, chúng ta thấy là HCM cũng sẽ tương tự như vậy nè. Nó thấy là chạm hỗ trợ và nó bật lên rất là tốt đúng không? Thì cổ phiếu này hôm qua Thành có đề cập cho anh chị chưa? Đấy, cổ phiếu này hôm qua đã có đề cập rồi đúng không? Anh chị nào có theo dõi video thì cũng sẽ chắc chắn là sẽ biết được cổ phiếu này. Và bây giờ chỉ cần chờ nó gì ạ? Nó break thôi. Cái công việc chúng ta chỉ cần chờ nó break thôi, break và test lại thì lúc đó chúng ta sẽ mua ở những nhịp sau. Đấy, còn chị nào chấp nhận rủi ro nữa thì mua trong cái phiên break luôn ha. Còn nếu mà nó không break á mà nó test lại vùng bên dưới này thì cũng có thể là xem xét và cân nhắc được đối với cái cổ phiếu HCM. Nào, anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý thêm. Đấy, VCI thì cũng sẽ như vậy thôi. Đấy, đoạn trước mình dự đoán là nó về đâu đó tầm 23, 24 đúng không? Về đây rồi nó bật lên được, nhưng mà sao ạ? Bây giờ nó bật rồi. Bật rồi thì bắt buộc phải gì ạ? Phải thay đổi chiến lược thôi anh chị. Đấy, một là test về đây rồi đầu tư. Đó, thì nó sẽ có rất là nhiều cái chiến lược để mà anh chị đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Thì nhắc lại một chút, VND, VCI và HCM thì khỏe nhất thì có thể kể đến là VCI, còn chậm hơn tí là có thể là HCM. Thì đó là lý do vì sao mà trong cái danh mục của Thành á, Thành lại chọn ba ông này á. Thành sẽ giải thích cho các anh chị á. Đấy, sẽ giải thích cho các anh chị là tại sao Thành lại chọn các cổ phiếu này. Đấy, cái cổ phiếu này để mà mình đầu tư ha. Đó, thì đó là cái cách chọn cổ phiếu của Thành. Và nên tại vì mình xác định là mình chỉ có đánh hồi thôi, mà đã đánh hồi được trong thời gian ngắn thì bắt buộc là phải chọn cái thằng mạnh nhất để ăn, chứ còn đánh với cái thằng yếu thì chắc chắn rất là khó. Đó, thì đó là cái mà anh chị cũng cần phải lưu ý. Còn anh chị nào mà đoạn này mà đầu tư dài hạn nha, mua để nắm giữ thì bỏ qua cho Thành. Giá này không có đầu tư dài hạn được. À, chắc chắn luôn, giá này nó không đầu tư dài hạn được. Nên là anh chị cũng có thể là chờ những cái giai đoạn sắp tới để mà chúng ta quay trở lại chúng ta đầu tư ha. Đó, thì đó là về HSG thì anh chị cũng thấy rồi đúng không? Thì đối với cái cổ phiếu HSG thì chúng ta thấy là nó đã vượt chưa? Nó đã vượt chưa? Nó đã vượt rồi. Đấy, nó đã vượt rồi thì bây giờ sao? Nếu mà muốn đầu tư thì phải chờ lên, nó lên và nó test lại và nó tăng lên tiếp thì chúng ta sẽ mua ở đâu ạ? Mua ở đây. À, thậm chí nó test lại cái biên này luôn. Đấy, thậm chí nó test lại cái biên bên dưới luôn ha.
đấy, thậm chí là test lại cái pin dưới này luôn đấy, thì chúng ta có thể là mua ở đây đó. Thì đó là cái mà chị có thể là lưu ý. Tuy nhiên thì cái dư địa nó sẽ không nhiều nha anh chị ha, cái dư địa nó sẽ không nhiều, nó từ khoảng 10% thôi đó. Nên là anh chị chọn điểm mua chuẩn á thì lợi nhuận anh chị sẽ cao, còn anh chị chọn cái điểm mua mà nó xấu, nó không đẹp á, thì chắc chắn là cái lợi nhuận của mình sẽ thấp. Nên là anh nghĩ là một hai phiên tới nó vẫn sẽ còn giằng co à đó, cái dòng tiền nó sẽ chưa có đủ cái lực, và mọi người vẫn còn đang khá là nghi ngờ với thị trường. Nên là đó là những cái lúc mà anh chị có thể là xem xét và anh chị đầu tư được hả. Nam Kim thì nó cũng đã tăng trần rồi đấy, thì với cái cổ phiếu thép thì Thành có tập trung hai cổ phiếu, đó là Hòa Phát hoặc là Nam Kim đó. Thì anh chị nào có đầu tư thì chúng ta có thể là lưu ý ha, Hòa Phát và Nam Kim. Còn Hoa Sen thì cá nhân Thành thì Thành lại không thích về cái cơ bản và cái nội tại của nó, nên là Thành chỉ tập trung đầu tư vào hai cổ phiếu này thôi. Còn ngược lại anh chị mà nào mà thích á, thích Hoa Sen thì có thể là đầu tư Hoa Sen. Thấy con Nam Kim nó sẽ như thế là anh chị, nó vẫn đang có cái xu hướng xuống, và bên dưới nó vẫn đang gì ạ, nó vẫn đang có xu hướng là dốc lên đấy. Thì bây giờ hiện tại nó đang trong cái mô hình này thì bắt buộc là chúng ta phải chờ gì ạ, nó break qua rồi nó chỉnh lại đây, nó vượt qua rồi nó chỉnh lại thì chúng ta sẽ đầu tư ở ở nhịp này hả, nó đầu tư ở nhịp này đó. Thì anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý, và đương nhiên là cái đoạn này thì anh chị vẫn Thành vẫn sẽ đánh giá là chúng ta đánh ngắn thôi nha, đấy chúng ta đánh ngắn hàng thôi đấy. Anh chị nào đầu tư thì lưu ý thêm với Thành. Hòa Phát thì nó sẽ hơi yếu hơn hai ông này một chút ha, Hòa Phát sẽ hơi yếu hơn Nam Kim, nhưng mà bù lại thì nó an toàn đó. Thì anh chị tùy vào cái góc độ cái khẩu vị rủi ro của mình thôi, mình thích an toàn thì mình chọn cái ông này, còn mình thích rủi ro cao á, thì mình có thể là chọn thêm Hoa Sen Nam Kim đó. Thì đó là cái cách mà anh chị có thể là chọn cái cổ phiếu trong giai đoạn sắp tới. Còn bất động sản thì đoạn này Thành nghĩ là khả năng cao là phải chờ. Đương nhiên là nếu mà thị trường mà nó có phục hồi ấy, thì các cổ phiếu nó sẽ phục hồi theo thị trường. Thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu mà NTL ấy, cái cổ phiếu này nó đang tích lũy khá là tốt đấy, nó đang giữ biên ở đây khá là tốt. Thì nếu mà anh chị nào mà có đầu tư thì cứ chờ một phiên break đi, nó mà break lên được thì anh chị mua và đánh về đâu đó khoảng độ 18 á, đánh về đâu đó khoảng độ 18 thì anh chị bán á. Thì đó là cái xu hướng của cái cổ phiếu này trong cái dạng tới. Anh chị nào mà muốn đánh bất động sản thì anh chị có thể là lưu ý. Còn thằng Nam Long thì nó đã xét về cái tín hiệu ở thời điểm tại thì nó đã thủng cái hỗ trợ trước đó rồi á, nó đã thủng cái hỗ trợ trước đó rồi, thì nó cũng cho chúng ta thấy một tín hiệu hơi xấu. Thì quan trọng là bây giờ anh chị chờ xem là nó có về lại được vùng này hay không. Nó về lại vùng này và nó bật lên được á, thì lúc đó anh chị canh anh chị mua à, về vùng này nó bật lên được thì anh chị canh anh chị mua đối với cổ phiếu Nam Long. Thì thật ra bất động sản nó vẫn còn đang chờ tin anh chị, nên là cái động lực tăng của nó không nhiều. Thì hôm nay có một cái cổ phiếu nổi bật nhất đó là DG, thì DG đang giảm sàn, thì nó đến từ cái việc là thanh tra, đúng rồi, đến từ cái việc là thanh tra về cổ phần hóa tại cổ phiếu này, tại cái doanh nghiệp này. Thì cái doanh nghiệp này họ đã thoái vốn nhà nước từ hồi 2017 2018 rồi, họ thoái vốn thời điểm đó rồi, nhưng mà lại đang lại thanh tra là những vấn đề đó. Thì Thành có đọc và Thành tìm hiểu lại cái vấn đề thoái vốn á, thì Thành vẫn thấy là nó không có vi phạm hoặc nó không có vấn đề gì hết đấy, nên là chúng ta cũng có thể là yên tâm phần nào về những cái động thái này. Tuy nhiên á, nó sẽ có những cái tin tức mà nó tác động tới tâm lý nhà đầu tư nè. Nếu mà anh chị đọc mà anh chị không rõ những chỗ này á, chúng ta sẽ rất là dễ hiểu lầm. Tức là chúng ta sẽ nghĩ là việc họ sẽ thanh tra về việc cái mục đích sử dụng vốn của DG nó không được phù hợp, nó không được đảm bảo, đúng không? Đó, thì cái này cũng là một phần, có nghĩa là đối với anh chị phải hiểu cái quy trình á, khi mà doanh nghiệp họ huy động vốn thì họ sẽ trình bày ra cái quy trình đấy, trình bày cái quy trình họ sử dụng vốn đó như thế nào. Và nếu mà trong giai đoạn sử dụng vốn á, mà họ có thay đổi á, họ có thay đổi cái mục tiêu sử dụng vốn á, thì chắc chắn họ sẽ cung cấp và họ sẽ bổ sung đó. Nếu mà họ cung cấp và họ bổ sung đầy đủ á, thì cái việc mà thanh tra thì nó chẳng có vấn đề gì đâu anh chị ha, họ vẫn sẽ bổ sung và họ sẽ vẫn sẽ giải ngân vốn đầy đủ. Thì đó là cái chuyện hết sức bình thường đó. Thì cái việc mà họ thay đổi chiến lược tùy theo từng thời điểm của thị trường là điều hoàn toàn dĩ nhiên, đó, hoàn toàn bình thường. Nhưng mà quan trọng là họ có công bố và họ có thông báo là được hết đó. Nên là cá nhân mình nghĩ thì những cái nhịp giảm sàn này nó là cái tác động tới tâm lý nhà đầu tư. Vậy nếu mà chúng ta có bắt sàn ở những phiên này không á, thì mình nghĩ là không ha, mình nghĩ là không. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái phiên thường, những cái phiên giảm rơi đầu tiên này là không phải là phiên chúng ta bắt, là cơ bản là nó cũng đã thủng cái gì ạ, thủng cái hỗ trợ trước đó rồi đấy, tổng cái hỗ trợ trước đó rồi. Vậy chúng ta phải chờ về những cái hỗ trợ thấp hơn, có thể là vùng 11 chấm x nè đấy, cái vùng hỗ trợ bên dưới thì chúng ta xem xét để mà chúng ta có thể là theo dõi chúng ta đầu tư. Nhưng mà Thành đã nói với anh chị rồi đúng không ạ, các cổ phiếu mà ở trong giai đoạn down á thì sao, thôi bỏ qua đi, kiếm cổ phiếu khác mà chúng ta đánh. Thì nãy giờ Thành giới thiệu cho anh chị rất là nhiều mã đúng không, thì nó vẫn là những cái cơ hội để mình chị có thể là đánh trong giai đoạn sắp tới đó. Rồi thì bây giờ những cái cổ phiếu mạnh thì có thể là kể đến không thể bỏ qua đầu tư công đúng không ạ. Đấy, đầu tư công thì anh chị thấy là nó đã vượt gì ạ, vượt kênh hết rồi, vượt cái kênh giảm hết rồi. Thì bây giờ cái chiến lược duy nhất của chúng ta là gì ạ, chờ test lại kênh giảm rồi quay trở lại đầu tư. À, chờ test lại cái kênh giảm này hoặc là cái kênh xu hướng tăng phía bên dưới này thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta đầu tư trong giai đoạn tiếp theo đó. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta có thể là lưu ý đối với các mã đầu tư công ha. Đó, thì nếu mà nhanh á, đầu tư công muốn nhanh thì chọn ông này, chọn ông này hoặc là chọn ông này
Đó, thì đó là kết quả đầu tư công nó sẽ nhanh. Còn chị nào mà nếu mà thích an toàn thì có thể là chọn FCN. Đấy, tùy góc độ anh chị thôi. Đương nhiên là theo ngành á, thì nó sẽ tăng cùng hết với nhau. Đấy, còn ở cái góc độ ngược lại á, thì chúng ta vẫn sẽ thấy là các ông này sẽ tăng nhanh hơn LCG, HV và VCG. Thì đó cũng là lý do vì sao mà Thành lại chọn ba cái cổ phiếu này cho anh chị đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Đó, thì anh chị nào đầu tư mà theo góc độ ngắn hạn thì đầu tư vẫn được. Còn về lâu dài mà mua giá này để mà kỳ vọng vài năm tới á, thì gần như là giá này nó sẽ hơi cao. Đó, nên là Thành mới nói là cái góc độ thời điểm hiện tại thì cái điểm đầu tư dài hạn thì gần như là nó là chưa có đó. Và xi măng thì chúng vật đầu tư công thì chúng ta phải liên hệ tới vật liệu xây dựng đúng không, có như là xi măng nè. Đấy, xi măng thì bây giờ gì ạ, bây giờ chúng ta vẫn phải chờ chờ nó xem là nó có bứt phá được cái kênh này không. Đấy, anh chị vẫn phải chờ nhé, vẫn phải chờ xem là nó có bứt phá được cái kênh giảm này hay không. Nếu mà nó bứt phá được á, thì anh chị mới đầu tư được. Còn nếu mà nó không bứt phá được á, thì nó sẽ tiếp tục test ha. Cái đường xu hướng nó vẫn còn ở dưới mà. Đấy, đường xu hướng vẫn còn bên dưới thì chúng ta vẫn phải chờ nó test về đường này xem như thế nào rồi chúng ta ra quyết định đầu tư. Thành nghĩ nó cũng chưa muộn đâu. Đấy, con BCC nó cũng sẽ như vậy nè. Đấy, BCC cũng sẽ như vậy. Nó là đoạn rồi, những cái nhịp sắp tới á, thì anh chị cũng đừng vội nha. Anh chị cũng đừng vội những cái nhịp này, chúng ta vẫn phải chờ thôi. Còn phải chờ xem cái tín hiệu của nó như thế nào rồi chúng ta mới ra quyết định để mà chúng ta đầu tư được ha. À, đá xây dựng thì mình có gì ạ, có KSB. Đấy, đá xây dựng thì mình sẽ có KSB. Thì KSB cái nhịp này nó sẽ ổn hơn hai thằng kia, thì nó đã quay được trở lại đối với cái xu hướng tăng. Đấy, nó đang quay được trở lại xu hướng tăng rồi, thì nó cũng là một cái tín hiệu, như nó giống như cổ phiếu gì ạ, nó giống như cổ phiếu CTG đấy anh chị. Đấy, giống như cổ phiếu CTG đấy, thì anh chị có thể là theo dõi cái nhịp này để mà chúng ta đầu tư. Đương nhiên là biên ngắn thôi nha anh chị, biên ngắn thôi, đằng này không có đánh dài được đâu. Nếu mà mua ở đây nè, lên đây 10% thôi, 10% là té ngay đó. Thì anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là lưu ý thêm các cổ phiếu này để mà anh chị chọn cái thời điểm anh chị đầu tư trong giai đoạn sắp tới, và nó là những cổ phiếu đầu tư ngắn hạn và nó sẽ tăng rất nhanh, nên là anh chị hãy chọn điểm mua an toàn cho mình, tránh FOMO và tránh mua đuổi theo thị trường. Và thị trường sẽ còn rất là nhiều cơ hội trong những tháng kế tiếp, và đặc biệt là trong năm 2023 này. Nếu mà anh chị thật sự là có một cái số vốn lớn và muốn đầu tư dài hạn thì chúng ta nên kiên nhẫn và chỉ mua trong những cái vùng giá thật sự hấp dẫn của thị trường, khi mà các cổ phiếu chiết khấu về những vùng giá cực kỳ thấp. Đó, thì đó là cái câu chuyện của thị trường trong cái giai đoạn năm 2023, và cũng là những cái điểm nhấn của cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thành cần lưu ý thêm với anh chị, nếu mà anh chị có đầu tư thì anh chị có thể là cân nhắc và theo dõi thêm để chọn ra cái thời điểm tham gia của thị trường trong giai đoạn sắp tới ha. Rồi, ok, cảm ơn anh chị đã theo dõi buổi buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nếu mà anh chị thấy nội dung phù hợp thì có thể là subscribe kênh hoặc là bình luận phía bên dưới về các nội dung anh chị quan tâm trong giai đoạn sắp tới. Thành sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các anh chị và giải đáp thắc mắc cho các anh chị. Và nếu anh chị cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp thì có thể là liên hệ thông qua số điện thoại này. Thành sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các anh chị luôn ha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều và chúc anh chị có một phiên giao dịch ngày mai thật là thuận lợi.